có phải kết quả xét nghiệm bị sai không hay có người đã sai ông làm giả kết quả bắt ông nói ưng nô và ưng mỹ ơn khác nhóm máu cô thi hi sai khiến ông đúng không ông hãy mau nói ra đi chính cô thi hi đã làm vậy có đúng không đúng đó chính là chỉ thị của giám đốc cô Ngô Thê Chính cô là người giết ưng đô của tôi Cô làm cái gì vậy Cô nói tôi giết ưng đô sao Cô điên rồi hả Cô làm giả nhóm máu của ưng bi ưng Cô biết nếu trong 30 phút ưng đô không được truyền báo Thì thằng bé sẽ không qua khỏi mà Tại sao cuối đó Tôi không biết chuyện này Sao <laughs> Cô Nằm mùi à? Cô cũng là mẹ Sao lại cướp cả hai đứa con của tôi Làm sao mà cô có thể không có một chút cảm giác tội lỗi gì Sao những chuyện mà cô đã gây ra như vậy hả Dù cô hiểu lầm tôi Hay có nhầm lẫn gì Nhưng nếu cứ hành xử như vậy Thì tôi không để yên đâu Đây tội ác rồi lại còn dối trá Thật là quá thâm độc mà Cái ác sẽ bị chính cái ác đẩy xuống địa ngục Cô sẽ được sống trong địa ngục sớm thôi tôi sẽ tạo nên một địa ngục đầy lửa đỏ cho cô tạo nên địa ngục đầy lửa sao <laughs> người cai quản và ra lệnh cho cái địa ngục đó chính là go thi hi này Không đâu Con không thể đi được Cho tới khi ơn bị ơn của con quay về Con không thể rời khỏi căn nhà này đâu thôi mẹ Hãy nói cho mợ biết Làm ơn Sự thật là sao hả Hãy cho mợ biết đi Tại sao lại như vậy Yuri à Dám đụng tới con gái của tôi hả Chuyện mi ơn không phải là giao ruột của tôi Là thật sao Cô mang cốt nhục của người khác Rồi kết hôn với thế song già tôi hay sao Tiếc <laughs> nuối Đau lòng Tất cả là tại anh Là anh đã bắt cóc ơn mi ơn của chúng tôi Tôi sẽ không để yên đâu Ơn mi ơn của tôi Tại hai người mới ra đông đổi này còn gì Bao lên đi Hãy làm cho ơn mi ơn của tôi sống lại đi mẹ đã nói là không phải rồi mà không phải gì mà không phải chính mắt con đã thấy rõ ràng mà mẹ và thư ký cho anh đang hẹn hò hẹn hò con thấy vậy thật sao à, nhưng mà sao hả sao anh ta có thể bỏ phụ nữ dưới lề đường rồi đi như một cơn gió chứ trời đúng là một tên buồn cười mà can cha anh chàng, cái thói ăn nói như vậy ở đâu ra vậy gì chứ mẹ bên thư ký cho anh trước mặt con sao Nè Làm gì có chuyện bên ai bỏ ai chứ Trời đất coi Đôi mắt của mẹ hình như có vấn đề rồi Giờ ngay cả trời cũng thấy luôn Chị dâu duy nhất trong cuộc đời của Gô Thê Ran Đang đứng trước mặt kia kìa Mẹ thấy không khỏe hả Sao mà trước lại có thể Đúng thiệt rồi Xin chào mọi người, tác giả Go Thê Ran và cậu Chanh Ôi trời. Chị 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 dâu, à, có đúng không? Chị thấy có chuyện gì vậy? Mợ ơi, À, còn cũng không biết phải gọi sao cho đúng nữa. Elise Han. À, trưởng phòng Han đó sao? Cô tới nhà dạ Trinh Quan có chuyện gì không? Tôi tới để gặp chủ tịch, tôi có chuyện cần phải bàn bạc. Bà. Bàn bạc? Cô út nè nhờ cô đó, cô hãy chuyển lời cho mẹ tôi dừng. Và trong thời gian chờ đợi Cô Alice Han có muốn tham quan nhà một chút hay không <laughs> Vậy được chứ Tôi tò mò thật đó Không biết có gì thay đổi không Mời đi lối này Ê, Cô ta lội tới 99 cái đuôi cáo Ê. Mà đích thân tới đây luôn sao Chắc chắn có chuyện gì đó theo mình nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng lớn Cô đừng động vào đồ của ưng bị ơn Không biết khi nào bị ơn mới về Cứ để đồ con bé như vậy Y như là để bài vị Có khác gì đâu chứ <laughs> Lập tức ra ngoài Ra khỏi phòng ưng bị ơn ngay đi Là phòng của tôi và chồng tôi Cũng là ba ca ram Phòng ưng bi ơn thành phòng vợ chồng Cũng gọn gàng và ngăn nắp quá đó Nhưng mà không biết giường ngủ có thoải mái không nữa cô nói cái gì hả giấy dán tường đồ nội thất cả người nữa cũng đều thay đổi nhưng từng hơi thở với cả ký ức của ưng bi ưng cũng không thể nào mất đi được <laughs> không phải ưng bi ưng đã xuất hiện trong giấc mơ của cô rồi sao cô sắc. thôi đi trái tim của tổ trưởng ma thành sắt đá rồi <laughs> Tôi tham quan xong Giờ tôi phải đi gặp chủ tịch rồi Cô biết đi là đâu không mà dám tới hả Tôi có chuyện muốn nói với bà Có chuyện muốn nói với tôi sao Quá ra là cô đưa bác sĩ trông đi à tôi cũng biết là chủ tịch đã tìm ông ấy trong suốt một thời gian dài chủ tịch cũng rất muốn biết kết quả xét nghiệm máu của ưng bi ưng vào năm năm trước là thật hay giả bác sĩ chồng đã thú nhận điều gì chứ có sự thật nào được giấu trong này sao đúng là như vậy. đúng là cô thì là chỉ thì như vậy đó. Chỉ có ông biết rõ hơn ai hết. Nhưng máu RHb của ưng đô không dễ gì tìm được kia mà ông không biết lời nói dối của ông sẽ gây nên hậu quả gì hay sao? Khi mà ưng Nô được đưa vào bệnh viện, tình trạng thằng bé rất nghiêm trọng nên dù có được truyền máu đi nữa khả năng được cứu sống cũng sẽ rất thấp đó cô à dù khả năng chỉ là không phải một phần trăm đi nữa thì ông cũng phải cố gắng hết sức sao các người lại làm cho ưng đô thậm chí còn không được truyền máu như vậy chứ tại lúc đó gô thi cô ấy đã ra sức uy hiếp tôi hơn nữa tôi tin rằng nếu như mà chủ tịch chin khi bà ấy nhường lại cái ghế chủ tịch thì Gô thi Hi sẽ là người kế nhiệm cho vị trí đó nên tôi muốn được cô tha tín nhiệm nhiều hơn nhưng nào ai ngờ đâu sự đời tôi lại trở thành kẻ lưu vong thảm hại ở nước ngoài <laughs> lý do cô mang cái này tới cho tôi là gì vậy ưng ừ, đô con tôi cũng là đứa cháu trai mà chủ tịch rất mực thương yêu và dung nhớ không phải chủ tịch vẫn luôn cất giữ nỗi đau mất thằng bé tận sâu trong xương tủy sao <laughs> Bây giờ chồng ơn đang nói chuyện riêng với chủ tịch đó. Sao? Hành chồng ơn tới đây rồi, rồi còn đang nói chuyện với cả chủ tịch. Cô ta nói là chuyện muốn nói, nhưng rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô không cần phải biết đâu. <laughs> giám đốc đừng như vậy với tôi. Có gì cứ nói tôi biết. Biết đâu tôi có thể giúp được gì cho giám đốc thì sao? Ma Hồng Chu Cô giúp tôi sao? Được rồi Tôi muốn biết cô ta nói gì với mẹ tôi <laughs> Dù gì đi nữa chỉ cần giám đốc ra lệnh là được rồi Cô nói sao? Cô kêu tôi đích thân xử lý thầy hi sao? dù Gô Thê Hi có là con gái của chủ tịch, cũng không thể bao che cho những hành vi ác độc đó. Xin bà hãy thôi cái việc. Cứ im lặng nhẫn nhịn, vì giữ gìn chinh quan đi. Dù cô không dạy tôi như vậy, tôi cũng tự biết giải quyết chuyện này. Sao cô dám dùng cái giọng đó kêu tôi phải làm thế này làm thế kia? Chủ tịch đã quên rồi sao? Hai năm trước, lúc đưa ưng bị ơn đi, chủ tịch đã nói với tôi như vậy, rằng người mẹ chính là người mà các vị thần đã gửi xuống đây để bảo vệ con. Các vị ấy không thể. Luôn luôn xuất hiện bên cạnh các con được. Người mẹ là người. Vì con có thể từ bỏ cả mạng sống. Và người mẹ không bao giờ được phép dung túng. Cho kẻ đã làm hại con mình, người mẹ phải dùng máu để mài dao, rồi đâm thẳng vào trái tim kẻ độc ác đó, trả thù cho các con của mình đó là thiên chức của người mẹ vợ con dao đó vẫn đang được mài bằng trái tim đầy máu và nó sẽ đâm thẳng vào trái tim của cô thi hi. cho tới khi cô ta phải gục chết thì thôi ngày mai tôi sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị công bố đoạn phim sau đó thê hy sẽ bị lấy lại chức đại diện tập đoàn chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ chinh quan chịu tổn thất là gì ngô thê hy hãy để pháp luật trừng trị cô ta chỉ cần như vậy là được rồi phải không không đâu chủ tịch điều mà tôi Nếu như bà đã nói là sẽ tự mình trừng phạt Gotehi, thì tôi sẽ cố gắng xoa dịu những quán hận và đau đớn trong tim. Nhưng nếu như chủ tịch không thể làm được như những gì vừa nói với tôi. Nếu tôi không thể thì sao? Thì chính tôi đây sẽ gửi đoạn phim cho tất cả các cấp của tập đoàn Chinh Quang. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu. Không ai ngăn được sự phẫn nộ của tôi sự phẫn nộ đó sẽ không kém hành vi ác độc của ngô thê hy đâu khi đó từ chủ tịch cho tới tất cả người trong gia tộc chinh quanh đều sẽ bị thiêu rụi thành tro trong ngọn lửa đầy thù hận của tôi đừng nhầm tưởng vì sợ ngọn lửa hận từ cô nên tôi mới chấp nhận ra tay xử lý việc này thê Hi là con gái của tôi chính tôi đã khiến nó ra nông nổi như hôm nay vì vậy người mẹ này sẽ chịu trách nhiệm việc làm của nó. Làm thế nào để Chủ tịch Jin chấp nhận đi? <laughs> chú không quan tâm làm sao để Chủ tịch Jin chấp nhận. Đó là lý do được tạo ra để hướng tới Go -hi và Chủ tịch Jin thôi. Ừ, sao con lại nhìn chú bằng ánh mắt đó chứ? người chú mà con biết à không hình như không phải là người con biết chú khác nhiều so với người mà con đã gặp hai năm trước ồ khác khác hay sao hả à, con nói chú à <laughs> không có gì đâu mời chú dùng ra À, mà chú nghe nói con ngày càng thân thiết với cô thi <laughs> con coi thường tai mắt cô chú quá rồi đó <laughs> không phải đâu chú à chuyện với cô thi không sao đâu con à chuyện chúng mong muốn là gì con cũng biết rồi đó. À, chuyện trả thù giống như là một món ăn thuần túy vậy. nếu có bất kỳ một cảm giác nào khác xen vào thì sẽ hỏng hết mọi chuyện. cần phải giữ một cái đầu thật lạnh đồ. <laughs> để nói những lời nhảm nhí như là sẽ tạo nên địa ngục đầy lửa cho tôi mà cô tốn công tới gặp chủ tịch sao cô đang âm mưu chuyện gì hả cô làm quá nhiều chuyện ác nên dù là ông trời cũng sẽ không tha thứ cho cô đâu tôi tới để nói sự thật với chủ tịch cô nghĩ chủ tịch còn như trước sao chủ tịch chỉ là sự hiện diện trên danh nghĩa của Trinh quan thôi chỉ là một con hổ giấy chỉ còn cái tên để hù dọa thôi. Cô không biết gì sao, một con hổ giấy cũng có khả năng gầm rú lên và nhảy ra ngoài, trở thành con hổ đáng sợ. Cô nghĩ với sức của một mình cô, lại có thể đấu lại với một người như tôi được sao? Trên đời này, người yêu thương cô và tội nghiệp cho cô nhất, chính là chủ tịch không phải sao? Vì bà ấy là mẹ cô đối với một người mẹ mà nói. Nếu con của mình là một người không ra gì, thậm chí còn là kẻ giết người, thì sẽ vô cùng đau khổ. Tôi tới gặp người mẹ có đứa con gái là cô, như sự thương hại cuối cùng dành cho bà ấy thôi. Tôi mất ưng đi ơ, mất đi ba của tôi và cả ưng đô nữa tất cả đều là tại cô mẹ cô cũng nên nếm mùi vị đau khổ chứ và cô nên thấy biết ơn ừ, bởi vì tôi đã không cắn chết cô ngay tại chỗ này cô dám nói là khi con mình không tốt thậm chí là một kẻ giết người thì người mẹ đó sẽ đau khổ chủ tịch là người như vậy sao chủ tịch chưa từng là một người mẹ như vậy lý do mà nhóm máu của ưng bi ơn bị làm giả là gì đây ừ, no, ưng nô ưng bi ơn tại sao chúng phải ra đi trong sự tuyệt vọng như vậy ngay cả điều này mà anh cũng không hay biết anh thật là bác sĩ chồng giờ đang ở đâu bác sĩ chồng anh sẽ bảo vệ ông ấy thật an toàn phải làm như vậy thì sự thật về chuyện của bi ơn và ưng nô mới có thể được làm sáng tỏ anh không phải lo gì hết vì ông ấy đang ở nơi an toàn rồi. lời em nói không hề sai. việc em còn sống và quay trở về cũng không có gì khác biệt hết. Ân ừ, nô và bi ơn cũng đã ra đi rồi. những người trong nhà anh trong đó có cả anh đều chỉ làm em tổn thương. anh và ma hồng Chu cũng đã kết hôn, anh phải chịu mọi trách nhiệm với cả ram con trai của anh mai thật đó giờ tôi đã tìm đúng vị trí của mình dù sẽ khó khăn nhưng anh mong em hãy quên hết những chuyện trong quá khứ và sống cuộc sống hiện giờ em vẫn là một người phụ nữ tốt và đáng nhận được sự yêu thương cảm ơn vì lời khuyên nhưng tôi tự biết lo cho cuộc đời của tôi chào anh Đúng vậy Ngô thê xong mày làm tốt lắm Đây chính là điều Mà trong yên vẫn luôn mong muốn Bác sĩ chồng Phải mau tìm cho ra ông ấy ngay mới được Dạ hình như là cô Han đã đưa máy đi mất rồi dù cô ấy có làm vậy chị thê hy cũng sẽ sớm tìm ra thôi nếu vậy tính mạng của ông ta sẽ bị đe dọa à. giờ chủ tịch và tôi cùng vợ cũ chìa khóa duy nhất để giải tỏa nỗi hận đang tích tụ trong lòng bấy lâu nay chính là bác sĩ chồng phải tìm được ông ta trước chị thê hy tôi nghe nói sức khỏe của ông ta không được tốt lắm tập trung tìm thử ở những bệnh viện của các thành phố nhỏ đi dạ được tôi biết rồi à, mà khi nãy tôi thấy cô ma Hong chu đã nghe trộm cuộc nói chuyện của cô Trong mỹ anh và bà chủ tịch nếu như cô ma Hong chu nói lại sự thật này với giám đốc gothi không chừng sẽ đơm đặt thêm chuyện đó nữa đâu Gô Thi mà Hồng Chu Tôi sẽ không để cho các người Gây thêm bất cứ trò nào nữa đâu Sao Triệu tập hội đồng quản trị Để lôi tôi xuống sao Chính ta chủ tịch hả Nhưng mà Chủ tịch đã xem đoạn băng gì mà lại như vậy Nghe qua thì có vẻ như là Bi ơn bị làm giả kết quả xét nghiệm Rồi không thể truyền máu kịp lúc cho em trai đó Cụ im đi nếu như cô còn không biết giữ miệng, tôi sẽ lập tức đuổi cô ra khỏi nhà này và khiến cho cô không thể gặp mặt Karam nữa. À, giám đốc yên tâm đi, tôi hứa sẽ giữ thật kín chuyện này mà. À, anh về rồi, à, Phải rồi. hồi nãy Hàng chồng Mi ơn à không? Alice Han có tới nhà mình đó Cô ta còn vui vẻ khen là Phòng của vợ chồng mình gọn gàng ngăn nắp Cô nói là Cô vẫn trông yên vào coi phòng này à Tại vì cô ta muốn coi mà Nếu tôi là cô Thì tôi sẽ muốn cho cô ấy thấy mình đã có được những gì Đúng vậy Em muốn khoe với hàng chồng mi ơn Em muốn cô ta biết Ma Hồng Chu mới là chủ nhân của căn phòng này Cô quên đây là phòng của Bi rồi hay sao Sao cô có thể làm trò này chứ Những gì nghe được từ cuộc nói chuyện đó Cô đã thuộc lại hết với chị Thê Hi rồi cô đúng không anh, anh anh đang nói cái gì vậy Tôi cảnh cáo cô Mà Hồng Chu đừng gây thêm chuyện gì nữa Nếu cô vẫn muốn yên ổn thì nghe lời đi Tại sao vậy chứ Sao anh biết chuyện mình nghe trộm Giờ không phải là lúc nghĩ chuyện đó Gô thì đã làm giả nhóm máu của ưng Bi Gián tiếp gây nên cái chết của ưng Nô Nếu ngày mai máu cuộc họp Thì tình thế sẽ bị đảo lộn hết Đúng vậy Cuộc đời của mình Mình phải tự giải quyết lấy Anh nói là vẫn chưa tìm được Bác sĩ Trông sao Con trai Bắt con trai ông ta, phải vậy thì ông ta mới xuất đầu lộ diện. Cứ cách một tiếng phải báo cho tôi. Trông trông trên. Dù khả năng chỉ là không phải một phần trăm đi nữa, thì ông cũng phải cố gắng hết sức. Sao các người lại làm cho ơn nô, thậm chí còn không được truyền báo như vậy? Tại lúc đó cô Tê Hi đã ra sức để nguy hiếp tôi. Hơn nữa tôi tin rằng nếu chủ tịch Jin nhận lại cái ghế chủ tịch đó thì Gu Tihi sẽ là sẽ là người kế nhiệm cho vị trí đó. Nên tôi muốn. <laughs> Chúng ta sẽ mở một cuộc họp kín, sẽ gom thật đầy đủ chứng cứ, còn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chị thê hy đâu đúng vậy chính tay mẹ sẽ kéo thê hy xuống hạt giống mà mẹ gieo chính tay mẹ sẽ nhổ bỏ Em quay lại phòng triển lãm rồi. Bác sĩ trông sao rồi? Mai thật đó. Anh báo thư ký tròi biết đi. Ừ. Ờ em sẽ gọi lại cho anh sao. Cô làm gì ở đây mà lén lút quá vậy? À, lúc nãy tôi thu dọn đồ đạc cấp quá nên hình như bỏ quên thứ gì đó. Ừ, cô bỏ quên đồ sao? Hình như không tìm thấy hả? À, chắc là tôi nhớ nhầm rồi, à, không có ở đây. À, vậy thôi tôi đi nha. Khó quá đúng không? Cướp được đồ thì lo mà giữ cho kỹ. Linh cảm của tổ trưởng hay thật đó. Cô sẽ đứng xếp hàng đúng chỗ. Gô Thê Hy có thể mạnh nhất tới bao giờ đi. Cô đi đi. hình như cô ta giấu tài liệu bí mật ở chỗ nào đó Gì vậy? Con mèo đi trộm đồ hả? Mèo trộm đồ sao? Tại sao em lại dám nói những lời đó với chị hả? <laughs> chị lại định giở trò gì nên đổ lỗi cho mẹ có đúng hay không? Nè! Sao? Nè! Con nhỏ này! Cô thì hay chị! Thì có tư cách gì đòi được tôn trọng hả? Hả? Nếu chị thấy em đi dạ dạ hả? Nên có thường thì chị hoàn toàn làm to rồi đó! Em không biết chuyện gì, còn dám hỗn láo hả? Bỏ ra Đúng vậy Chuyện gì? Em không biết chuyện đó thì sao? Cho chị biết tay nè Nè Nam Mẹ đã làm trước đúng Khi đích thân tham dự cuộc họp hội đồng quản trị kính Mọi người sẽ cùng nhau cố gắng à, Được rồi Ngày mai sẽ là một ngày rất dài đi Mẹ nên nghỉ ngơi sớm một chút Tại à, sao mẹ lại trở nên mềm yếu hơn con vậy chứ? Đừng tưởng em là em gái của chị Thì chị có thể bỏ qua cho em Go thế ra Hai đứa đang làm gì trong phòng sách của mẹ vậy? có mẹ đây rồi đời thứ năm của nhà chuyên của anh đã ném thẳng đồ vào người con còn xong con té nữa lại còn nói con đừng có hỗn hào nữa thì ra anh à <laughs> mẹ mới đi ra ngoài ăn khuya về đó sao con đang tìm gì trong phòng sách của mẹ sao đây không phải là cái con muốn tìm hả mau đưa đây cho con <laughs> con biết có cái gì trong đây có phải không mẹ tính làm gì mẹ nghĩ là con không hay biết hay sao mẹ nghĩ con sẽ để yên cho mẹ à để ngăn mẹ lại thì chuyện gì gô thi hi con cũng có thể làm hết mẹ đã hiểu chưa đưa cho con con dám mẹ... làm như vậy với mẹ hả trước khi con làm những chuyện gây nguy hiểm cho mẹ thêm nữa thì mẹ hãy đưa cho con đi bảo trả lại cho con đi mẹ đã dạy dỗ con sai rồi thật là tội nghiệp lẽ ra mẹ phải lưu tâm con từ nhỏ lẽ ra mẹ cần phải thuần phục con thú độc ác trong người con mẹ thôi ngay đi con đã từng là một đứa bé rất xinh đẹp và đáng yêu từ lúc con bảy tuổi thì mẹ đã rất ghét con sự tồn tại của con trên đời này đã trở thành vết thương của mẹ con nói mẹ thôi ngay đi mẹ không thể bắt con chỉ bằng đoạn phim đó đâu con sẽ khiến cho mẹ phải đau khổ cùng cực <laughs> mẹ có vẻ lạ thật gần bốn mươi năm qua mẹ chưa từng thốt ra những lời kỳ lạ chắc chắn có cái gì đó khác đi rồi cô lấy trộm chiếc nhẫn của tôi có phải vậy không cô tưởng tôi không biết cô là đồ ăn trộm hay sao hả ơi, dạ dạ không phải chủ tịch ơi không phải tôi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi sao không có thức ăn vậy mẹ đã đói từ tối hôm qua rồi các con muốn bỏ đói mẹ hay sao hả uhm. Mình ngồi ở đây làm cái gì vậy chứ Mẹ à Mẹ mới đi mà đã Lú lẫn như vậy rồi hay sao <laughs> Chào viện trưởng chu Là tôi Gô Thi Hi đây tôi muốn nói chuyện với ông về sức khỏe của chủ tịch tôi đã được nghe từ chủ tịch rồi à dạ 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 suy giảm trí nhớ mặc dù rất buồn lòng nhưng tôi cũng phải cố gắng thôi Tình hình không được tốt lắm Vẫn không có tin gì của trong vòng chơn sao Anh đã nói với cô ta về việc này Chúng ta không thể giấu cả con trai ông ấy Chắc là cô Gô Thi Đã quy hiếp bác sĩ chồng rồi Nếu vì sự an toàn của ba mình Trong vòng chơn sẽ không dễ dàng nói ra đâu Dù rằng đang rất hận ông ấy Nhưng thấy ông ấy như vậy Em cũng không thanh thản Anh đã liên lạc với bác sĩ bên New York Tối ngày mai ông ta sẽ lên máy bay qua đây Ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc <cười> <cười> Anh Chun Hi Sao? bác sĩ chồng đã biến mất chuyện này là sao vậy dạ chỉ trong giấy mắt mà đã tôi thành thật xin lỗi là của thi hi đó chúng ta không thể chịu như vậy được em sẽ trực tiếp tham dự cuộc họp hôm nay